Thưa quý vị, khoảng 13 giờ 40 phút chiều nay ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ 40 phút tối ngày cùng ngày theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Viên, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen. Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tại sân bay quốc tế Viên có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Áo và đội hình đội danh dự bồng súng chào mừng đứng dọc hai bên thảm đỏ. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, lãnh sự danh dự chỉ định Việt Nam tại Áo Marcus Kitcher và cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Áo. Chuyến thăm chính thức Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm làm việc tại châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bao gồm thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước. Theo chương trình dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, gặp lãnh đạo Thượng viện và một số địa phương của Áo. Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu. Chiều nay, đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện xảy ra trên địa bàn và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh dân tộc, tôn giáo, biên giới, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Thưa quý vị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2023, hưởng thọ 96 tuổi. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Là nhà lãnh đạo có tinh thần nhiệt huyết, thái độ nghiêm túc và có nhiều sáng kiến trong công việc. Mời quý vị cùng nhớ về ông qua những ký ức sau đây. Nhận được tin nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh từ trần, kỷ niệm về những lần được tiếp xúc, làm việc cùng nguyên Phó Thủ tướng ùa về trong ông Nguyễn Viết Chức khi còn là Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, những ý kiến, những chia sẻ chân tình trong lĩnh vực văn hóa của nguyên Phó Thủ tướng đã để lại cho ông Chức nhiều bài học ý nghĩa. Cái vai của ông ấy không phải là đi làm trực tiếp với Sở Văn hóa, nhưng mà ông nói là vì Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, vì cái văn hóa thủ đô, cho nên tôi đến làm việc, tôi đến có những ý kiến này, ý kiến kia. Quả thật những cái ý kiến mà trực tiếp, không gọi điện thoại đâu, trực tiếp thì tất cả những ý kiến của ông Nguyễn Khánh là ý kiến mà tôi nói là của người thầy là vì thế, nhưng mà chân tình như người anh. Không chỉ sâu sát trong các lĩnh vực được phân công phụ trách, những hình ảnh giản dị, gần gũi của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cũng để lại ấn tượng khó quên. Cốt cách của một người lãnh đạo đáng kính toát lên trong từng việc làm nhỏ hàng ngày. Ông là một tấm gương của việc rèn luyện và tự học. Không thể quên được con người Nguyễn Khánh. Ông là một tấm gương cho chúng tôi. Rèn luyện cái nhân cách, cái hành vi, hành động của mình. Với một cái vai trò lớn như thế, nhưng đến trường phổ thông Đoàn Thị Điểm của Hà Nội này, khuyến khích cái phong trào học ngoại ngữ, ông sẵn sàng học, ông sẵn sàng hát tiếng Pháp cho trẻ em nhỏ nhỏ như này nghe. Còn với nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, giai đoạn làm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Thủ tục Hành chính của Chính phủ, ông cũng đã có nhiều thời gian gắn bó cùng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh trên con đường cải cách. Tôi đánh giá rất cao sự chỉ đạo của Bác Khánh trong cái việc là chuẩn bị hình thành cái chiến lược cải cách, tức là cái chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Bác là người cùng đồng hành với chúng tôi, cùng với chúng tôi là chỉ đạo rất là sát trong việc là đánh giá xem xét lại toàn bộ cái bộ máy hành chính nhà nước của chúng ta từ trung ương đến địa phương trong trước đó để xem là cái gì là được,
cái gì cần phải điều chỉnh, cái gì cần phải mới, thật sự là mới. Không những vậy, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cũng là một cán bộ tâm huyết với công tác nghiên cứu lý luận, chính trị, đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu, bài viết, bài nói chuyện. Trong đó có một số bài viết thể hiện nỗi trăn trở của ông về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông nhận định, đảng lãnh đạo mà tổ chức đảng và đảng viên không gương mẫu thì không thể lãnh đạo tốt được. Những nghiên cứu đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị khi chúng ta đang đẩy mạnh công cuộc làm trong sạch đảng. Theo quy luật sinh lão bệnh tử, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã về với cõi vĩnh hằng, nhưng cuộc đời sự nghiệp và những bài học ý nghĩa mà ông để lại sẽ mãi mãi được giữ gìn và trân trọng. Chiều nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu trong công nhân lao động với chủ đề Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam. Tham dự tọa đàm Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam có 167 đoàn viên, công nhân lao động ưu tú xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Tọa đàm diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Sáng mai 24 tháng 7, cũng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết hiện có 105 dự án đã được cấp phép đang đầu tư thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7 có 37 dự án với tổng mức đầu tư trên 42.460 tỷ đồng đủ điều kiện vay gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhu cầu vay là khoảng 17.850 tỷ đồng. Số dự án này sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát công bố trong thời gian tới. Tổng cục Thuế vừa công bố 6 tháng đầu năm nay, 57 nhà cung cấp nước ngoài gồm nhiều thương hiệu lớn như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok đã nộp thuế gần 4.000 tỷ đồng, nhiều hơn mức nộp của cả năm 2022. Khoảng 3.400 tỷ đồng được các nhà cung cấp nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử và 540 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. Mức này cao hơn năm ngoái gần 500 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết đang xây dựng quy chế về khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu tiếp nhận được từ các sàn thương mại điện tử nhằm quản lý thuế hiệu quả hơn. Thưa quý vị, so với một tháng trước, trái mãng cầu xiêm tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm ít nhất từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng một kg và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Theo nhiều nông dân tại huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện các thương lái thu mua mãng cầu xiêm tại vườn với giá từ 80 đến 100.000 đồng một ký. Mức giá này cao hơn gấp 4 đến 5 lần so với các năm trước. Do đang sốt giá nên các nhà vườn có bao nhiêu mãng cầu đều được thương lái thu mua hết. Giá tăng do nguồn cung trái mãng cầu đang có phần hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cao, nhất là nhu cầu phục vụ xuất khẩu. Theo giới xuất khẩu trái cây, mãng cầu xiêm là một loại quả ngon và nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu dưới hình thức sơ chế, bóc vỏ, đóng hộp và được khách quốc tế ưa chuộng. Dù vậy, thực tế mãng cầu xiêm hiện chưa có vùng trồng tập trung, chủ yếu được trồng xen canh tại các vườn cây ăn trái tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Singapore đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến nay. Nhiều lĩnh vực mà Singapore có lợi thế rất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay. Vì vậy, cơ hội đầu tư và kinh doanh ở nước ta đang rất rộng mở trong mắt các doanh nghiệp đến từ đảo quốc này. Doanh nghiệp này cung cấp các nền tảng số ở mức độ cao cho doanh nghiệp. Sau 4 năm, doanh nghiệp liên tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Đến thời điểm này, nhiều cơ hội mới đang mở ra nhờ những định hướng chuyển đổi và ứng dụng các công nghệ số của Việt Nam. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo. Với lợi thế có rất nhiều tài năng công nghệ, một thế hệ người dùng rất trẻ, thích ứng nhanh với kỹ thuật số và một hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển rất nhanh chóng. Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp công nghệ Singapore. Không chỉ về công nghệ, các nhà đầu tư Singapore có lợi thế về nguồn vốn, kinh nghiệm phát triển các dự án về cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp Singapore cho rằng, hiện nay các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước này tại Việt Nam
mới tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, thứ hai là kinh doanh bất động sản và thứ ba là lĩnh vực sản xuất điện. Vì vậy, họ kỳ vọng sẽ mở rộng đầu tư thêm vào các lĩnh vực tiềm năng mới. Theo khảo sát kinh doanh quốc gia của SBF năm 2022-2023, Việt Nam được xếp hạng là một trong ba quốc gia hàng đầu để các công ty Singapore mở rộng hoạt động ra nước ngoài trong ngắn hạn. Các lĩnh vực quan tâm chính của các công ty Singapore bao gồm sản phẩm, cơ sở hạ tầng, thương mại bán buôn và bán lẻ. 3 năm gần đây, Singapore liên tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư Singapore do tương đồng về độ mở thị trường, cùng chí hướng phát triển bền vững và cùng tham gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Doanh nghiệp Singapore hiện rất quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam, với rất nhiều lợi thế về dân số trẻ và những định hướng mới trong thu hút đầu tư. Tôi cho rằng doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong hai lĩnh vực là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Đầu tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore lựa chọn Việt Nam là quốc gia bên ngoài đầu tiên làm địa điểm tổ chức diễn đàn doanh nghiệp khu vực. Những biên bản ghi nhớ giữa hai bên minh chứng cho những cam kết hợp tác chặt chẽ trong tương lai giữa hai bên. Vừa qua, Công an tỉnh Hà Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cường Thắng, sinh năm 1992, trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 7, tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, bắt quả tang Nguyễn Cường Thắng đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Điện Biên về Hà Nam tiêu thụ. Đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán. Thắng là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2023. Công dân Việt Nam có thể đến 55 quốc gia vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực. Với việc hộ chiếu Việt Nam xếp hạng thứ 82 trên 199 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu Hanley vừa công bố, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực hoặc được đơn giản hóa thủ tục như làm thủ tục điện tử hay cấp thị thực tại cửa khẩu. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào các nước đối tác trong các cuộc tiếp xúc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, hiện Bộ Công an đã triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4. Việc đổi mới, nâng cấp dịch vụ này đã giúp cho người dân giải quyết trực tuyến với thủ tục hành chính mà không phải đến trực tiếp trụ sở các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, còn một số người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà vẫn phải trực tiếp đến trụ sở các cơ quan đơn vị. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội, mặc dù việc tiếp nhận hồ sơ đã hoàn toàn trực tuyến, nhưng tỷ lệ đến làm trực tiếp vẫn đông. Do người dân còn tâm lý nộp hồ sơ tại nhà sẽ không được tiếp nhận ngay lập tức. Một số trường hợp thì do chưa quen thao tác, một số người lại gặp khó về lỗi kỹ thuật. Nhiều người vào quá nên là mạng nó lỗi, em vào từ lúc hơn 10 giờ đến giờ mà giờ mới vào được. Vì là chưa đăng nhập được nên mọi người cũng không có xem được là lỗi nó ở đâu vậy ạ. Để giải quyết những khó khăn này, tại phòng nộp hồ sơ, lực lượng xuất nhập cảnh Công an thành phố đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn công dân làm thủ tục trên cổng dịch vụ công. Có thời điểm lượng hồ sơ tăng cao, vượt quá năng lực xử lý, tiếp nhận. Điều này cũng đã dẫn đến những áp lực nhất định đối với lực lượng xuất nhập cảnh. Số lượng công dân ngoại tỉnh cũng làm thủ tục nộp đăng ký tại Công an Hà Nội chiếm đến 15-20%, có những cái thời điểm như thế. Và chúng tôi cũng qua đây, chúng tôi cũng muốn khuyến cáo công dân là những trường hợp công dân cư trú ở đâu thì nên đăng ký với phòng xuất nhập cảnh nơi mình cư trú, thì cái việc này sẽ rất là thuận lợi cho việc làm thủ tục. Trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ cải tiến hệ thống, cải tiến quy trình để chúng ta có thể vừa đáp ứng được yêu cầu của người dân
và cũng như là giảm thiểu những cái khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp công dân có thể làm thủ tục vào bất kỳ thời gian nào, dù ở đâu, đồng thời hạn chế việc phải tiếp xúc trực tiếp giữa công dân và cán bộ, không để xảy ra tình trạng tập trung đông tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Vì vậy, điều quan trọng là người dân hãy chủ động chuyển đổi trạng thái, tạo lập thói quen sử dụng dịch vụ công để được thụ hưởng những tiện ích từ việc chuyển đổi số. Thưa quý vị, với địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều cửa ngõ giao thương, tình hình an ninh trật tự tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình này, từ cuối tháng 5, Công an thị xã Điện Bàn đã thành lập tổ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát về an ninh trật tự, gọi tắt là tổ 171, tập trung các biện pháp nghiệp vụ vào giờ ban đêm và giờ cao điểm. Qua đó, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được người dân tin tưởng. Mỗi đêm, các cán bộ chiến sĩ tổ 171 Công an thị xã Điện Bàn đều thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự. Tổ chia thành 2 tổ công tác nhỏ, mỗi tổ gồm 8 cán bộ chiến sĩ, hoạt động luân phiên từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, kết hợp giữa mật phục và tuần tra lưu động để đảm bảo yếu tố bí mật kịp thời phát hiện, tập trung tại các địa bàn trọng yếu, giáp danh với các huyện lân cận và thành phố Đà Nẵng. Lực lượng tuần tra chốc chặn của các lực lượng công an đi tuần tra thường xuyên, tôi thấy là đó là người dân chúng tôi là rất là yên tâm, thấy tất cả những cái tình huống, những là tội phạm đó nó giảm rõ rệt. Tháng đầu tiên triển khai, tổ 171 tổ chức 22 lượt tuần tra đêm, phát hiện, lập biên bản, chuyển khởi tố 3 vụ với 6 đối tượng tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 11 vụ đối với 4 đối tượng cố ý gây thương tích, giải tán 6 nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép. Đặc biệt, phối hợp cùng các lực lượng khác triệt phá thành công một chuyên án mua bán trái phép chất ma túy. Khi triển khai tổ tuần tra 171 thì lãnh đạo công an thị xã đã có xây dựng nhiều phương án đảm bảo về các tình huống bất ngờ đột xuất xảy ra, thường xuyên quán triệt tinh thần cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Các cái tổ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch 171 đã phát hiện rất là nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và các loại tội phạm liên quan, được nhân dân rất là tin tưởng ủng hộ. Đối với ủy ban nhân dân thị xã thì đánh giá cao cái hiệu quả của hoạt động của cái mô hình này. Tuần tra liên tục đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm, song các cán bộ chiến sĩ tổ công tác 171 Công an thị xã Điện Bàn vẫn luôn hăng hái, xung kích. Với họ, người dân yên giấc ngủ, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo chính là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ mỗi ngày. Xây dựng và mở rộng các tuyến đường đạt chuẩn là một trong những mục tiêu quan trọng của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tiến đến mục tiêu đưa huyện đạt đô thị loại 4. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện đang triển khai vận động nhân dân hiến đất, chung tay đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật đường đô thị theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Gia đình bà Nguyễn Thị Sum ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang là một trong hàng trăm hộ luôn tiên phong trong việc hiến đất để làm đường giao thông. Sau khi hiến hơn 180m² đất ở để mở đường liên thôn, hưởng ứng chủ trương của các cấp, gia đình bà tiếp tục hiến đất và phần sân, cổng vừa xây để mở rộng tuyến đường trước cửa nhà, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Em muốn là xây dựng nông thôn mới thành phố đẹp thì phải hiến đất hiến vườn để cho các cái chủ trương đường lối của đảng hạ lồn. Chứ mình không có ý kiến gì hết. Thì đối với Gò Hòa thì sau khi nhận được cái chủ trương của huyện, của xã sắp đến xây dựng cái tuyến đường đô thị trên địa bàn thôn với cái chiều dài cỡ khoảng 1.000 mét, hơn 1.000 mét. Nhìn chung tất cả cán bộ nhân dân thôn đều là thống nhất và đồng tình với cái chủ trương của đảng nhà nước. Riêng xã Hòa Khương đã hiến hơn 140.000m² đất để xây dựng, hoàn thiện hơn 20 km đường giao thông liên thôn, nâng cấp mở rộng 45,3 km đường giao thông thôn, xóm, 8,8 km đường giao thông nội đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Triển khai cái tuyến này trước, tuyến ở Gò Hòa trước tổ 1 của Hòa thì nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ chủ trương của nhà nước. Qua đây thì để chủ trương của nước và đồng hành thì qua đó thì nhân dân hiện nay cũng đề xuất với lại xã của huyện thì cũng sớm triển khai các cái bước thủ tục liên quan sớm để triển khai cái đường này để thi công và bàn giao đưa vào sử dụng trong cái Tết nguyên đán sắp tới.
việc nhân dân thống nhất cao với chủ trương xây dựng các tuyến đường đô thị là tiền đề quan trọng trong việc tổ chức triển khai hoàn thành hạ tầng đô thị loại 4 theo mục tiêu đề ra, góp phần đưa huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.